Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Vụ Thuận An, cựu Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể bị đề nghị kỷ luật. Ngày 13 tháng 11, AFA tiếng Việt loan tin, cựu Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể bị đề nghị kỷ luật đảng trong vụ Thuận An. Theo đó, cựu Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể vừa bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đề nghị kỷ luật về những sai phạm liên quan đến tập đoàn Thuận An. AFA dẫn tin từ truyền thông nhà nước cho biết quyết định này được đưa ra tại kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 11 vừa qua. Tập đoàn Thuận An hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật bất động sản. Tập đoàn này đang bị công an điều tra về một loạt các sai phạm trong những gói thầu xây lắp ở nhiều tỉnh, thành. Và đây là hình bản tin trên AFA. AFA cho biết kết luận được đưa ra tại cuộc họp của Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông Vận tải nhiệm kỳ năm 2021 đến năm 2026 đã có vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Bộ Giao thông Vận tải và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong tổ chức thực hiện các gói thầu dự án do công ty cổ phần tập đoàn Thuận An thực hiện. Kết luận cũng xác định những vi phạm đã gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát rất lớn tiền, tài sản của nhà nước, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước đến mức phải thi hành kỷ luật. Theo AFA, những vi phạm và khuyết điểm này được xác định thuộc về Nguyên Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể, Thứ trưởng Lê Đình Thọ và một số tổ chức đảng, đảng viên khác. Sau cuộc họp này, 14 cán bộ thuộc Bộ Giao thông Vận tải đã bị thi hành kỷ luật đảng. Các hình thức kỷ luật bao gồm khai trừ đảng, cách các chức vụ trong đảng, cảnh cáo, khiển trách. AFA cũng cho biết Riêng trường hợp ông Thể, người giữ nhiệm kỳ bộ trưởng từ tháng 10 năm 2017 đến tháng 10 năm 2022, bị đề nghị cấp thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật. Vẫn theo AFA, vụ án xảy ra tại tập đoàn Thuận An hiện thuộc diện do Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi và chỉ đạo. Và đây là hình cụ Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể. Những sai phạm tại tập đoàn Thuận An đã khiến nhiều lãnh đạo cấp cao của Việt Nam bị khởi tố, bắt giam và bị kỷ luật. Các trường hợp điển hình được báo chí trong nước chú ý gồm có ông Phạm Thái Hà, Phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, trợ lý chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Dương Văn Thái, bí thư tỉnh ủy Bắc Giang. Cả hai đều bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ. Đặc biệt, AFA cho biết thêm, vụ án tại tập đoàn Thuận An cũng khiến Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phải kết thúc nhiệm kỳ sớm vào tháng 5 năm 2024 vừa qua. Liên quan đến vụ án xảy ra tại tập đoàn Thuận An, Báo chí nhà nước Loan tin, chiều ngày 9 tháng 11 tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ tháng 10, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, phó chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, ngày 17 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại tỉnh Đắk Lắk. Đồng thời khởi tố 3 bị can, gồm có ông Phạm Văn Hạ, giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp nông thôn tỉnh Đắk Lắk về tội nhận hối lộ. Ông Lê Đình Hải, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và thương mại Sài Gòn và ông Hoàng Đình Trương, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn An Nguyên về tội đưa hối lộ. Người phát ngôn của Bộ Công an cho biết, đến nay, sau quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã thu giữ 122 tỷ đồng, 130.000 đô la Mỹ. Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để có thể điều tra vụ án trên địa bàn cả nước. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin vụ Thuận An, cựu Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể bị đề nghị kỷ luật. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Nhân viên an ninh tháp Tùng lương cường ở Chile bị bắt vì lạm dụng tình dục. Trong một tuyên bố ra ngày thứ Hai, ngày 11 tháng 11, Bộ Ngoại giao Chile cho biết một thành viên an ninh của phái đoàn Việt Nam thăm Chile đã bị cáo buộc lạm dụng tình dục. Bị cáo đã bị cảnh sát Chile xử lý và bị giam giữ. Và đây là hình đoàn của Chủ tịch nước Lương Cường thăm Chile. Chủ tịch nước Lương Cường đã có chuyến thăm chính thức Chile đến ngày 12 tháng 11 trước khi đến Peru dự hội nghị thượng đỉnh APEC. Đây cũng là chuyến công du ngoại quốc đầu tiên của ông Cường trong vai trò chủ tịch nước. Theo truyền thông và báo chí Chile, một thành viên đội an ninh của Phái đoàn nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Chủ tịch nước Lương Cường dẫn đầu. Thăm chính thức Chile đã bị bắt vào khuya Chủ nhật, rạng sáng ngày thứ Hai 11 tháng 11, sau khi bị tố cáo về tội lạm dụng tình dục. Báo chí Chile cũng cho biết, vụ lạm dụng tình dục này đã xảy ra trong khách sạn, nơi phái đoàn Việt Nam lưu trú. Nhân viên an ninh này được xác định là Lai Đức Tuấn, 59 tuổi. Ông ta bị cáo buộc lạm dụng tình dục một thiếu nữ trên 14 tuổi một cách bất ngờ và không có sự đồng ý. Nhân viên an ninh Việt Nam này đã bị đưa ra tòa ở Santiago de Chile vào buổi chiều ngày thứ Hai 11 tháng 11. Sau đó, người này được thả ra với một số điều kiện, bao gồm phải rời khỏi Chile trong vài giờ đồng hồ và không được tiếp cận với nạn nhân. Ngoài ra, còn bị cấm nhập cảnh vào Chile ít nhất trong 2 năm. Và đây là hình ông Lai Đức Tuấn tại tòa án Chile ngày 11 tháng 11 Ông Rojas, công tố viên thủ lý vụ này, giải thích với các phóng viên báo chí rằng, về tội lạm dụng tình dục, luật pháp Chile cho phép đề xuất giải pháp thay thế trong một số trường hợp nhất định với những tiêu chí và trong trường hợp này, những tiêu chí đó được đáp ứng. Ông ta không có tiền án, đây là một vụ việc duy nhất và không có rủi ro mới nào cho nạn nhân và một thỏa thuận đạt được với người tố cáo tức nạn nhân. Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Alberto đã làm rõ Bị cáo không phải là nhân viên cơ quan ngoại giao được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao mà là người hộ tống phái đoàn Việt Nam, đồng thời tiết lộ rằng người đồng cấp Việt Nam Bùi Thanh Sơn đã xin lỗi về sự việc vô cùng đáng tiếc này. Được biết lực lượng cảnh vệ trực thuộc Bộ Công an của Lương Tam Quang, một đàn em của Tổng Bí thư Tô Lâm, có nhiệm vụ bảo vệ những người giữ chức vụ, chức danh cấp cao của Đảng và nhà nước Việt Nam, bao gồm những người trong tứ trụ như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ không những ở trong nước mà kể cả khi đi ra nước ngoài. Và đây là hình hai nghệ sĩ Việt Nam dính bê bối xâm hại tình dục tại Tây Ban Nha. Liên quan đến bê bối lạm dụng tình dục khi ra nước ngoài năm 2022, từng có một vụ đình đám xảy ra ở Tây Ban Nha của diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Vào tháng 6 năm 2022, Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh cũng đi du lịch tại đảo Moloka, Tây Ban Nha. Đến ngày 25 tháng 6, Hai người này bị cảnh sát đảo Maloka thông báo bắt giữ với cáo buộc xâm hại tình dục đối với trẻ vị thành niên 17 tuổi và xâm phạm quyền riêng tư do bị một cô gái 17 tuổi người Anh tố cưỡng hiếp. Sau khi thương lượng và đạt được một số thỏa thuận với nạn nhân, hai nghệ sĩ này đã trở về Việt Nam vào tháng 8 năm 2022. Tuy nhiên, việc không tìm được bằng chứng có thể giúp hai nghệ sĩ trên thoát án tù ở Tây Ban Nha, nhưng cũng không khẳng định được là hai người này thực sự vô tội. Được biết, Hồ Hoài Anh là giảng viên học Viện Âm Nhạc Quốc gia, còn Hồng Đăng là diễn viên thuộc Nhà hát Kịch Hà Nội và Trung tâm Sản xuất Phim Truyền hình thuộc Đài truyền hình Việt Nam. Có thể nói, vụ việc trên đã chôn vùi sự nghiệp của họ. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tình Nhân viên an ninh tháp Tùng Lương Cường ở Chile bị bắt vì lạm dụng tình dục. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.